Rồi xin chào cả mọi người ha. Thì nếu như mọi người đang tìm mua cho mình một bộ micro không dây để phục vụ cho nhu cầu là chúng ta làm sân khấu hay là chúng ta đi làm show, và đặc biệt nữa là nếu như gia đình nào cần một bộ micro không dây cao cấp ha, phục vụ cho nhu cầu karaoke, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái sản phẩm của hãng Shure, với tên là Shure OR24D nha các bạn. Thì như các bạn thấy không, đây trên màn hình các bạn thấy không, khá là chuyên nghiệp. Đây thì nó bao gồm chúng ta hai tai mic nha các bạn. Đây hai tai mic của nó. Thật sự cái ấn tượng mình cờ đó là hai cái tai mic các bạn, không, hai cái mic rất là đẹp, rất là tinh tế. Về cái chất liệu của nó thì nó sẽ bằng nhôm toàn bộ nha các bạn. Đây, ngay cả vỏ và thân trên đây bằng nhôm hoàn toàn các bạn ha. Và một cái lớp sơn, thật sự là cái lớp sơn nữa các bạn. Để mình zoom lại cho các bạn thấy ha, để mình lấy nét cho các bạn thấy. Đây lớp sơn, rất là đẹp. Sơn bóng nhưng mà nó có một cái độ nhám nha các bạn. Và cái kiểu thiết kế này là kiểu cơ bắp nữa các bạn, cầm rất là đầm tay ha, thật sự rất thích khi các bạn cầm cái kiểu những loại micro thế này. Rồi thì nó sử dụng cũng là loại pin A cộng các bạn ha, hai viên, cái thời lượng khá là lâu đó. Đây, và cái công tắc nó được thiết kế ở đuôi các bạn, để tránh cái vấn đề là khi mà chúng ta sử dụng á, chúng ta bấm nhầm thôi thì nó tắt giữa chừng, thì nó cũng rất là nguy hiểm khi chúng ta làm chương trình. Đây, còn đây là cái đầu mic của nó. Thì bây giờ mình mở luôn cái đầu mic ra cho các bạn thấy ha. Đây các bạn, đầu mic rất là đẹp, không? Đây. Đây mình mở luôn cái đầu này cho các bạn luôn ha. Đây để các bạn thấy được cái sản phẩm này ha, nó được thiết kế khá là chi tiết và tỉ mỉ nha các bạn. Đó thì đây là cái phần hình thức nó. Thì tí hồi về cái chất tiếng không thì mình sẽ thử cho các bạn ha, mình sẽ thử về cái chất tiếng này cho các bạn biết được cái chất tiếng này như thế nào. Và quan trọng là cái sự thực tế của nó. Nếu các bạn đến tại shop ha thì mình sẽ demo cho các bạn thấy được cái thực tế của nó đó. Còn tiếp theo đây là cái bộ thu nó các bạn. Thì với một cái bộ thu mình thấy thiết kế một cái thiết kế khá là hoàn toàn khác biệt với những cái sản phẩm khác, nhìn rất là đơn giản và rất là tinh tế. Và cái sản phẩm này có cái khả năng là thay đổi tần số nha các bạn, nó thay đổi được 999 kênh tần số ha. Khi mà chúng ta làm show hay là chúng ta sử dụng mà nó bị trùng sóng hay đụng sóng với những cái thiết bị khác ha, nhiều ngày, thì chúng ta có thể thay đổi một cách rất là nhanh chóng bằng cái hồng ngoại của nó ha, rất là nhanh chóng, chỉ cần một thao tác vài giây thôi các bạn đã thay đổi được rồi. Đó rồi thì đây, nó đặc biệt với cái dòng này cho chuyên cho những cái chương trình làm show, thì nó để hai anten này các bạn. Thì ở chúng ta để ở trong cái tủ rắc á, thì nếu chúng ta để cái anten đằng sau này á, thì đôi khi nó hơi bị khuất. Thì nhà sản xuất là thiết kế hai cái chỗ để anten ở đây các bạn ha, để chúng ta gắn anten lên đây thì nó sẽ có hai cái sợi dây nối các bạn, không, nối từ đuôi sang lên trên đây để cái anten trên đây, để cho cái khả năng mà thu phát sóng nó mạnh hơn ha, để cho cái micro này nhìn thấy ha. Đó, dạng như là một cái sóng thẳng á, thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả tối đa trong cái vấn đề mà thu phát sóng. Rất là tuyệt vời khi mà cái sản phẩm này nó có hỗ trợ chúng ta một cái cáp dây ha, và một cái chạm nối sóng ở đây, rất là tiện lợi cho chúng ta làm show đó. Rồi thì đây là cái tổng thể của nó ha. Bây giờ mình quay luôn cái mặt sau cho các bạn thấy cái mặt sau của nó. Rồi thì đây là cái mặt sau nó nha các bạn. Thì nó cũng giống như một số cái sản phẩm khác thôi, không, đây hai cái anten, và mình thấy ấn tượng là hai cái anten nó rất là khác biệt các bạn, không, bạn rất là lớn ha. Đây có cái model này là nó một trong những cái sự khác biệt về cái cần anten của nó thôi, không, đây cũng như là những cái cộng của nó ha. Đây là cái cộng nguồn input ha, đây input 12V, đây cộng Canon ha, hai cộng Canon dành cho hai micro này, cộng 6 ly. Đây hai cái núm xoay này dùng để chúng ta đây sensitive B và sensitive ha, dạng như nó là cái mà để dùng cho chúng ta là tăng giảm cái độ nhảy á, cho cái micro chúng ta, cho nó độ nhảy chúng ta hút âm hơn ha. Thì chúng ta để cái này nó tăng giảm tùy theo cái nhu cầu, tùy theo cái trường hợp ha. Đó thì đây là cái mặt sau của nó. Thì bây giờ mình sẽ hát thử một bài ở trên cái con mic Shure OR24D này, để phần nào cho các bạn biết được cái chất âm của mic này nó ra sao các bạn ha. Đây thì bây giờ mình sẽ thử mở cái micro này lên. Lên 6 7 1 2. Tiếng echo rất là bay nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bấm một bài hơn. Rồi mình chọn bài Bước Qua Đời Nhau các bạn. Bài này cũng khá là trẻ, biết là mình hát có được hay không ha. Rồi các bạn cũng lắng nghe ha.
Vừa rồi đó là một số cái thông tin về sản phẩm mà mình cũng đã review cho các bạn thấy. Thì nếu như các bạn đang có nhu cầu thì mời các bạn ghé bên shop Tiếng Radio để các bạn trải nghiệm cái sản phẩm này một cách thực tế nhất, để coi xem coi có phù hợp với cái nhu cầu của bạn hay không. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại.